nam trên toàn thế giới, giúp bao trẻ em cắp sách đến trường, cho em mái ấm tình thương. Hàng chiều che em lang thang không cửa nhà, đôi dép khổ đau âu lo mỗi ngày. Hàng chiều che em chẳng thể đến mái trường, doanh nhân kết nối tình thương. Nhưng có kết nối yêu thương, kết nối những tấm lòng vàng, kết nối yêu thương cho bao ước mơ đến trường. Mạnh thương quân cùng chung góp thêm sức mạnh, thành một vòng yêu thương nhân ái. Kết nối yêu thương chọc cánh thêm bao nụ cười nở trên môi của bao em thơ. Chẳng còn người nghèo khó khắp đất nước Việt Nam này, tình thương xua tan nỗi đau lại phía sau. Hàng chiều che em lang thang không cửa nhà, đôi dép khổ đau âu lo mỗi ngày. Hàng chiều che em chẳng thể đến mái trường, doanh nhân kết nối tình thương. Nhưng đó kết nối yêu thương, kết nối những tấm lòng vàng, kết nối yêu thương cho bao ước mơ đến trường. Mạnh thương quân cùng chung góp thêm sức mạnh, thành một vòng yêu thương nhân ái. Kết nối yêu thương chọc cánh thêm bao nụ cười nở trên môi của bao em thơ. Chẳng còn người nghèo khó khắp đất nước Việt Nam này, tình thương xua tan nỗi đau lại phía sau. Kết nối những tấm lòng vàng, kết nối yêu thương cho bao ước mơ đến trường. Mạnh thương quân cùng chung góp thêm sức mạnh, thành một vòng yêu thương ai nhớ. Kết nối những tấm lòng vàng, kết nối yêu thương cho bao nụ cười nở trên môi của bao em thơ. Chẳng còn người nghèo khó khắp đất nước Việt Nam này, tình thương xua tan nỗi đau lại phía sau. Tình thương xua tan nỗi đau lại phía sau. Thank you.
sắp xếp những mối cái cấu trúc của mình thì cũng không có gì mà tấm lòng vàng của các doanh nghiệp cùng người Việt Nam trên toàn thế giới, giúp bao trẻ em cắp sách đến trường, cho em mái ấm thêm thương. Hàng triệu trẻ em lang thang không cửa nhà, đôi dép khổ đau. Kính thưa quý vị, chương trình ca nhạc từ thiện hành trình kết nối yêu thương số 1 được tổ chức tại sân vận động quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh và trên 63 tỉnh thành trong toàn quốc. Chung tay của trẻ em hôm nay vì đất nước ngày mai. Thành phần thực hiện chương trình: ban tổ chức chương trình Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Alaska, biên tập Đinh Trọng Vĩ, tổng đạo diễn chương trình Trần Vũ Huân, điều phối sản xuất Tất Mì Lông, thiết kế âm thanh ánh sáng Công ty Greenmet, màn hình LED Công ty Green, các nghệ sĩ tham gia: Quang Lê, Nhật Tinh Anh, Trường Giang, Sơn Tùng MTV, Minh Hằng, Mi Lê, Dương Hồng Loan, Hương Giang Idol, Thanh Huyền Idol, nhóm Angel, Nguyễn Ngọc Sơn, Trương Ngọc Trinh, Jason Nguyễn, Bé Bảo Hưng, Vũ Đoàn Sài Gòn, MC Vũ Mạnh Cường, Kim Thảo. Quạt cho em, ừ anh quạt cho đấy, thấy sướng quá. Vui quá. Anh quạt cho mát à, tóc anh chảy mồ hôi à. Quạt căng ra, con căng ra. Kính thưa quý vị, chương trình hành trình kết nối yêu thương số thứ nhất được tổ chức tại sân vận động quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức được bắt đầu trong ít phút nữa. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị ổn định chỗ ngồi để chương trình được diễn ra một cách tốt đẹp nhất. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của tất cả quý vị. Và chúng tôi xin được thông báo là chương trình chúng ta sẽ thu hình, thế nên đề nghị các khán giả chúng ta sẽ không di chuyển trước máy quay. Và trong thời điểm ca sĩ diễn trên sân khấu thì chúng ta sẽ không lên tặng hoa, cho đến khi ca sĩ diễn xong thì chúng ta mới lên tặng hoa. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của tất cả quý vị. Còn ai à? Không có ai đâu. Bây giờ diễn được con? Không nha, không nói nha. Con có chị đây không?
Vũ Mạnh Cường và Kim Thảo hân hoan chào đón quý vị các bạn đang đến với chương trình Hành Trình Kết Nối Yêu Thương lần thứ nhất đang tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn nhóm múa Tất Cả Thiếu Nhi. Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam và lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Alaska tổ chức chuỗi hành trình kết nối yêu thương trên tinh thần chung tay cùng trẻ em hôm nay vì đất nước ngày mai. Đó cũng là chủ đề chính của cuộc hành trình kết nối yêu thương trên 63 tỉnh thành trong toàn quốc. Thưa quý vị, yêu thương luôn là hạt giống tốt lành và nguyên sinh nhất của cuộc sống. Và từ hạt mầm yêu thương này, chúng ta sẽ gieo trồng những câu chuyện nhân sinh quý giá, sẽ viết nên những trang đời êm ái và đáng sống nhất. Bao giờ cũng vậy, giá trị yêu thương luôn được hiện sinh và lan tỏa một cách mạnh mẽ giữa đời thực. Và tình yêu thương sẽ bù đắp, hàn gắn, làm trọn vẹn những ước mơ cho cuộc đời. Và để yêu thương trở thành sức mạnh, thì chúng ta phải tạo ra sự kết nối. Thưa quý vị, hành trình kết nối yêu thương là hành trình cộng hưởng, kết nối mạnh mẽ vì mục đích tạo ra những sự quan tâm đặc biệt đến đối tượng trẻ em trên khắp 63 tỉnh thành trong cả nước. Và trong suốt thời gian vừa qua, khi mà chương trình bắt đầu và chuyển động, thì chúng tôi đã gửi đến quý vị những hoạt động bên lề. Đó là những câu chuyện về những trẻ em nghèo khó ở vùng đồng bằng, vùng thành thị và vùng cao. Và đặc biệt đó chính là trẻ em ở các vùng quê nghèo, khi mà các bé còn quá thiệt thòi về con đường đến trường và cuộc sống mưu sinh. Và thưa quý vị, chúng ta cần lắm những hoạt động thiết thực để toàn xã hội chung tay bảo vệ thực hiện quyền bình đẳng, hạnh phúc, quyền học tập, vui chơi cho trẻ em có số phận thiệt thòi. Và kính thưa quý vị, chính vì lý do đó mà chương trình được khởi xướng từ thành phố Hồ Chí Minh. Và để rồi từ đây, chương trình được lan tỏa, tạo ra sức mạnh nguồn yêu thương trải dài trên khắp đất nước Việt Nam. Vì thế, chúng tôi xin kêu gọi toàn thể quý vị chung tay cùng trẻ em hôm nay vì đất nước ngày mai. Thưa quý vị, hành trình kết nối yêu thương là hành trình được xây dựng bởi Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông Giải trí Alaska với mục đích là kết nối những trái tim, những tấm lòng vàng vì hạnh phúc trẻ em, xây dựng thẻ hành trình kết nối yêu thương để hỗ trợ giáo dục cho 7.000 trẻ em nghèo học giỏi vượt khó trên 63 tỉnh thành phố. Và đến tham dự chương trình ngày hôm nay, thật sự thì chúng tôi rất là vinh dự khi có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Huỳnh Văn Tý, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Xin trân trọng giới thiệu ông Chu Văn Yên, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Trân trọng giới thiệu sự diện của bà Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu sự diện của bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng ông Jonathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương, Ủy viên Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam. Trân trọng giới thiệu sự diện của ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam. Xin trân trọng ông Đinh Trọng Vĩ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Truyền thông và Giải trí Alaska. Trân trọng giới thiệu Giám đốc Truyền thông Công ty Alaska, bà Mộc Vân. Xin trân trọng giới thiệu ông Ngọc Minh Tony, cố vấn dự án hành trình kết nối yêu thương. Thưa
tôi hân hoan được chào đón sự hiện diện của đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị văn phòng Chủ tịch nước, văn phòng Quốc hội, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Sở Lao động Thương binh Xã hội các tỉnh thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Long An, Bình Dương, Kiên Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi, Nghệ An, các đơn vị tài trợ đại diện trẻ em thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan báo chí truyền thông và đại chúng. Một lần nữa hân hoan chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị. Và bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Huỳnh Văn Tý, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lên sân khấu phát biểu khai mạc hành trình kết nối yêu thương chung tay cùng trẻ em hôm nay vì đất nước ngày mai số 1 năm 2020.